Xin chào bạn nhé Chào mừng bạn đến với kênh móc len của Dương Liệu Handmade Video này thì sẽ hướng dẫn bạn móc một mẫu nón tay trùm hình chú chó mặt xệ cho bé Mình có hướng dẫn chia chi tiết tất cả các size để các bạn móc được cho tất cả các độ tuổi của bé nha Mẫu này mình phối màu đỏ đen phù hợp cho cả bé trai và bé gái Và mình thiết kế thêm một đoạn sợi dây cho cái phần tay trùm này mình cột vào cho nó ấm và sợi dây này móc rất chắc chắn rất là cân ha rồi thì để chuẩn bị móc mấy mẫu nón chó mắt sẽ đáng yêu như thế này thì chúng ta sẽ chuẩn bị len và những dụng cụ như sau các bạn sẽ chuẩn bị cho mình là khoảng một cuộn rưỡi len miêu cô tông loại 50 g nhé à, màu chủ đạo là các bạn sẽ chuẩn bị một cuộn rưỡi đến hai cuộn đó là size lớn và màu đen để chúng ta móc viền nè màu hồng nhạt để chúng ta móc cái lưỡi của con chó mắc xệ và một ít màu trắng để chúng ta trang trí phần mắt mũi nha. Và hai con mắt size 12 đến 14 mm nha, mắt dán màu đen thế này. Rồi, kim móc thì chúng ta sử dụng hai loại kim đó, khi mình móc nón thì chúng ta sẽ sử dụng kim hai đầu cán nhựa mình móc đầu lớn đầu 4 trên không tương ứng với kim 2.5 mm và cái phần sợi dây này nè các bạn sẽ móc cho mình kim lớn đầu 3.5 hoặc là 4 chấm để cho cái sợi dây này nó bự và nó chắc chắn á, cho nên mình phải sử dụng, sử dụng kim lớn nha một chiếc kim khâu len nè và một chiếc kéo cắt len thừa rồi chúng ta sẽ vào học móc cái mẫu nón chống sẽ cưng cưng như thế này ha rồi, và những dụng cụ này kim móc, kim khô len và các loại len này thì mình đều có bán ở shopee mình có để link dưới phần bài mô tả các bạn sẽ tham khảo cái link shopee đó các bạn mua len và dụng cụ để các bạn học móc những màu nón xinh xinh như thế này ha rồi mình vào bài học móc thôi rồi, đầu tiên các bạn sẽ lấy len và tạo cho mình một vòng tròn ma thuật rồi móc lên cho mình hai xích và trong vòng tròn ma thuật này 14 mũi kép. Một mũi kép. Hai mũi. Ba mũi. Đó, các bạn sẽ móc đến mũi thứ 14 nhé. Đến cho móc thứ 14 mình sẽ móc một mũi dời vào trong móc đầu tiên của mũi kép này kéo lên qua rồi các bạn sẽ siết chặt cái sợi lên ngắn lại nha để chúng ta được một vòng tròn đầu tiên nè đó rồi đến hàng thứ hai chúng ta bắt đầu lên hai mũi xích một hai rồi đâm kim vào ngay chân móc đầu tiên hai mũi kép đồng thời kẹp sợi len thừa này đi theo kim móc và mũi móc luôn một mũi hai mũi kép chung một chân ha rồi chân thứ hai các bạn cũng làm tương tự như vậy là hai mũi kép chung một chân là tổng hàng thứ hai chúng ta sẽ được là hai mũi tám mũi kép nha hàng đầu tiên là 14 bốn mũi thì hàng thứ hai chúng ta móc cứ mỗi chân móc là hai mũi kép tổng là 28 mũi mình sẽ gặp nhau ở chân cuối này nhé mình đã móc đến chân cuối rồi mình cũng kết hàng bằng một mũi dời nè rồi đến hàng thứ ba chúng ta cũng lên hai mũi móc xích nha rồi đâm kim vào trong móc đầu tiên một mũi kép rồi chân thứ hai hai mũi kép vào trong một chân chân thứ ba một mũi kép chân thứ tư là hai mũi kép chung một chân đó vậy là chúng ta sẽ có công thức như sau đó là một chân một một chân hai một chân một một chân hai chúng ta cứ lặp lại như vậy nha một hai một hai một hai cho đến hết vòng tròn này mình gặp nhau ở chân cuối nhé rồi mình đã móc đến chân cuối rồi chân cuối lúc nào các bạn cũng là hai mũi kép chung một chân các bạn nhé đó nó mới là đúng công thức của cái vòng chóp nón tịnh tiến của chúng ta rồi chúng ta kết hàng vào bằng một mũi dơi ngay chân móc này rồi, mình lên công thức của hàng thứ tư nhé hai mũi xích nè đâm kim vào chân móc đầu tiên một mũi kép chân thứ hai một mũi kép chân thứ ba hai mũi kép vào chung một chân đó là chúng ta sẽ có công thức là một một hai rồi mình lặp lại công thức như vậy nha chân tiếp theo một mũi kép nè chân tiếp theo một mũi kép và chân tiếp theo nữa là hai mũi kép vào chung một chân rồi các bạn sẽ lặp lại công thức như vậy cho mình là 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2 Mình đi đều như vậy cho đến chân cuối nha Rồi mình đã đến cuối hàng rồi nè Mình cũng kết hàng lại nha Bằng một mũi dời Rồi chúng ta móc đến hàng tiếp theo Các bạn lên hai mũi xích nè Đâm kim vào chân móc đầu tiên một mũi kép Chân thứ hai một mũi kép Chân thứ ba một mũi kép Rồi đến chân thứ tư này nè các bạn sẽ để ý thấy nè nó sẽ có hai mũi kép chung chân này mình sẽ móc hai mũi kép chung chân vào trong móc thứ tư nhé đó chân thứ tư là chúng ta sẽ có công thức là một 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 hai đó các bạn sẽ lặp lại công thức như vậy nha đó một 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 hai đó cái chân mà chúng ta thêm hai ở hàng dưới là chúng ta sẽ thêm hai ở hàng trên nha rồi các bạn sẽ móc đến chân cuối luôn rồi mình đã móc đến chân cuối rồi mình cũng kết hàng bằng một mũi dời đó là chúng ta đã được cái phần chốt nó hơi mò, mò rồi như thế này nha. Rồi, nếu mà các bạn móc size từ 1 đến 3 tháng á thì chỉ cần là 1 2 3 4 5. 5 hàng móc như thế này là các bạn sẽ bắt đầu xả xuống phần thân, không thêm mũi nữa là chúng ta đã được cái size nhỏ nha. Rồi, mình hướng dẫn sơ qua cái bạn size chút xíu để các bạn tham khảo mà các bạn móc cho nó đúng size nè. Đây, các bạn sẽ chụp lại màn hình cái bạn size này để các bạn theo dõi và các bạn móc theo cho đúng như cái vòng đầu mà các bạn mong muốn nha đây là số hàng tức là số hàng móc đó nè số hàng là số hàng móc đây là gọi là năm hàng móc nha đó các bạn sẽ tương ứng nè đây là, là phần chia sai cụ thể nè đó rộng 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 đây là rộng cái phần chớp nón nha còn chiều dài là dài từ trên đỉnh này dài xuống tới phần mép tay gọi là dài còn đây là số size đó đối với hàng này từ 1 đến hàng thứ năm đó là mình đã móc xong từ hàng 1 đến hàng năm thì sai này là sai cho sơ sinh này đó các bạn sẽ nhìn xem bạn sai này các bạn áp dụng nha và bạn sai này nó có sai số là 2 cm thì các bạn sẽ điều chỉnh cái tay móc của mình cho nó phù hợp với cái bạn size và cái mũi móc của mình nữa nè cái chiều dài hàng móc nè cái chiều dài hàng móc tức là cái chiều dài hàng này nè đó đó, một hàng móc của mình á nó có chiều dài khoảng tầm 1,3 đến 1,5 cm. Còn nếu mà các bạn cái chiều dài hàng móc của các bạn nó ngắn hơn thì các bạn sẽ nhỉnh cái số size này lên chút xíu để cho nó phù hợp với cái bạn size nha. Rồi thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn là size 44 cm này. Thì từ hàng 1 đến hàng thứ 5 mình đã móc xong rồi, bắt đầu tới hàng thứ 6 là chúng ta sẽ móc tăng mũi lên nha. Hàng thứ 6 chúng ta móc là 6 f tăng 1V. 6S tăng 1V là sẽ móc như thế này nha rồi mình bắt đầu lên hàng thứ sáu rồi các bạn móc lên cho mình hai xích nè và các bạn sẽ chia cái khoảng cách mũi móc này các bạn sẽ móc đều hết nha chứ bác các bạn đừng có móc là một hàng mũi thấp một hàng mũi cao thì chiếc nón của mình nó sẽ không có cái độ mo nó không đẹp nha rồi sau khi lên hai mũi xích xong chúng ta sẽ móc theo công thức là 6F1V và tức là trong cụm nè mình sẽ có 5 chân móc không thêm mũi nè đó 1 2 3 mũi trong móc chúng ta móc một mũi kép nè đến chân móc thứ ba chân móc thứ tư chân móc thứ 5 và trong móc thứ sáu đến trong móc thứ sáu chúng ta sẽ thêm một mũi kép vào chung một chân nữa đó là chúng ta sẽ được công thức là một hai ba bốn năm năm mũi kép liên tục không thêm và mũi trong thứ sáu chúng ta thêm hai đó mình sẽ lặp lại công thức như vậy nha một 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 hai đó thay vì chúng ta sẽ thêm một mũi kép ở hàng dưới này nè, hàng thêm hai này nè là chúng ta sẽ thêm hàng ở trên này là nó ra size 9 12 tháng, còn chúng ta móc size 44cm thì chúng ta sẽ móc thêm 1 chân móc nữa đó. Rồi các bạn sẽ theo công thức này, các bạn móc tiếp nè. 5 chân móc liên tục, mỗi chân móc chúng ta móc một mũi kép. Đến chân thứ 6 các bạn mới thêm hai nha. Đó, 1 2 rồi nè. 3 4 5 Rồi đến chân thứ 6 Các bạn sẽ thêm 2 nha Đó. Rồi mình sẽ lặp lại công thức như vậy nha 5 chân móc liên tục Không thêm mũi chân thứ 6 thêm 2 Mình sẽ móc đến chân cuối này Rồi mình sẽ gặp lại nha Rồi mình còn lại 5 chân cuối như thế này Đây còn lại là tổng là 10 chân cuối các bạn nha thì các bạn sẽ chia đôi chia đôi đó các bạn móc những cái sai lẻ 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 thì còn những cái chân cuối như thế này á thì mình sẽ ước lượng để đếm còn khoảng bao nhiêu chân cuối để chúng ta chia đôi ra và chúng ta sẽ thêm mũi nó ở chính giữa đối với size này á thì các bạn sẽ thêm nó ở chính giữa này tức là 5 mũi móc 5 mũi móc thì chúng ta sẽ thêm hai ở giữa này đó còn lại 5 chân cuối nữa đó thì các bạn sẽ thêm hai ở trong cuối cùng này để cho cái vòng tròn nó của chúng ta nó chia cho nó đều cho nó tròn nó đẹp ha đó còn những size mà ví dụ như size 46 cm từ 6 đến 12 9 đến 12 tháng á thì mình chia nó đều rồi nó không cần phải canh cái đoạn cuối nữa đó các bạn chia sao mà đến chân cuối mình thêm hai vào là được nhé đó chân cuối là hai chân móc nha rồi mình cũng đâm kim vào chân móc này để chúng ta kết thúc hàng bằng một mũi dời nè đó rồi mình sẽ lọc cái phần thuận này ra mình sẽ thấy cái chấm nón của mình nó có độ mo mo như thế này nha đó nếu các bạn móc cái size nhỏ thì nón nó sẽ có cái độ mo tự nhiên như thế này còn các bạn móc size lớn ra chút xíu á, thì cái chấm nón nó hơi bè bè ra chút xíu cho nó không có được mo tròn như thế này đó thì các bạn cứ móc xuống cái phần thân á, nó sẽ tự động nó mo cái phần nón lại ha. Rồi, bây giờ mình sẽ bắt đầu xả xuống tới phần thân nón. đó phần chốt đó mình đã tăng size xong rồi nha. đó, nếu các bạn mà tăng size, size 46, 48 đó, thì các bạn sẽ tăng tương tự như vậy ha. đó là đến hàng móc như thế này các bạn sẽ tăng thêm ra nè đó tăng tình tiến ra từ cái chân móc các bạn thêm mũi ở hàng thứ năm này nè các bạn sẽ tăng tình tiến ra như vậy ha nó theo công thức bạn sai như thế này để các bạn tăng còn đối với size 44 này thì bây giờ chúng ta sẽ móc xuống phần thân nè các bạn lên cho mình hai xích rồi móc vào trong móc đầu tiên một mũi kép chân thứ hai một mũi kép chân thứ ba một mũi kép đó là giờ các bạn sẽ móc tiếp tục như vậy mỗi chân móc một mũi kép nha đó, không thêm mũi nữa các bạn sẽ móc đều một trong móc một mũi kép mình sẽ gặp nhau ở chân cuối này nha rồi mình đã móc đến chân cuối mình cũng kết hàng lại bằng một mũi dời nhé rồi mình sẽ lộn cái chóp nón lại nè mình sẽ thấy nó có độ mo rồi cưng ha đó khi bạn móc xuống tới phần thân nón thì cái chấm nón của mình nó sẽ tự nó mo lại nha các bạn đó, khi các bạn móc phần chốt trên thì nó hơi nó hơi hơi bé bé thì các bạn cũng đừng có lo lắng đó khi móc xuống thân nó sẽ đẹp như thế này nha đó rồi các bạn móc size 44 thì các bạn sẽ tăng thêm cho mình tổng 5 hàng nữa 5 hàng không thêm mũi tương tự giống như hàng thứ bảy này nè đó là sẽ xuống tới phần mép tay ở chỗ này thì cái số đo nó thì bạn sai nè đây số hàng là 12 hàng nha là tính từ đỉnh xuống luôn là 12 hàng móc đó chiều rộng là 44 và chiều dài chiều dài tức là tính từ cái chốt này nè xuống tới mép tay là khoảng 15 cm đó thì nếu nào bé nè mà khoảng tầm 6 kg cho đến 9 kg thì các bạn sử dụng size 44 này được nha đó. thì các bạn size này mình có up trên nhóm đang móc là đam mê đang móc là đam mê viết hoa đó các bạn sẽ vào nhóm trên phần ghi chú các bạn sẽ lấy bạn size này để chúng ta chia size cho nó đúng với cái công thức nón mà mình cần móc nha rồi rồi đến với size này thì các bạn cứ móc thêm cho mình thêm 5 hàng nữa mình sẽ gặp lại các bạn ở hàng thứ 12 đó lúc đó mình sẽ bắt đầu mình chia xuống tới cái phần tay trùm nha Nếu các bạn mà móc cái mũi móc nó hơi ngắn quá thì các bạn sẽ thêm cho mình một hàng nữa đó miễn sao là cái phần chiều dài nó là các bạn đạt khoảng tầm 15 đến 15 cm 15 hoặc là 15 rưỡi đã được nha rồi, mình sẽ gặp nhau ở hàng thứ 12 nha. Rồi, mình đã móc đến hàng thứ 12 rồi là mình được một cái chóp nón là, là tròn thì là, là đẹp nha. Đó, nếu các bạn nào mà muốn móc cái nón sâu hơn xíu nữa thì các bạn sẽ móc thêm một hàng thứ 13 thì nón trùm tay nó sẽ sâu hơn nón vành xòe một đường một đường hàng móc như thế này nè đó để các bạn điều chỉnh để cho nó vừa cái tay móc và vừa cái số size mà các bạn cần móc nha rồi bây giờ chúng ta sẽ móc lên phần tay nè Đối với size này là size số 2, size 4, 4 cm thì các bạn sẽ móc cái hàng tay này là khoảng 17 mũi. Còn nếu size nhỏ là các bạn sẽ móc 16 chân móc đó. Bắt đầu từ size nhỏ nhất là các bạn sẽ móc 16 chân móc rồi các bạn đếm bắt đầu đếm tăng lên. Cứ một size là các bạn sẽ tăng lên một hàng móc nha. Nhỏ nhất là 16, size này là size 17, các bạn móc size cho 9 tháng đến 1 tuổi là các bạn sẽ móc 18 đó, từ tức bắt đầu các bạn tăng lên 19 20, đối với 2 3 tuổi đó các bạn sẽ tăng lên 20 hoặc 21, các bạn sẽ tăng lên 1. 1 chân móc nha. Rồi, chân này mình sẽ móc 17 thì đầu tiên mình cũng lên hai mũi xích nè. Rồi, các bạn sẽ móc cho mình là 17 chân móc. Tương ứng với 17 mũi kép. Đó, mỗi chân móc các bạn sẽ móc một mũi kép nha. Rồi, các bạn sẽ móc đến chân móc thứ 17 rồi, mình dừng lại chúng ta sẽ bắt đầu móc lên hàng thứ hai nhé. Rồi mình đã đến hàng móc thứ 17 rồi nè. Bắt đầu mình sẽ lên hai xích. Rồi chúng ta quay cái nón lại, quay cái nón, quay phần lên lại chúng ta sẽ móc phía bên trong ngược vào bên trong này nhé. Thì các bạn sẽ móc cho mình là dời hai mũi lại. Chân đầu tiên này các bạn dời hai mũi tức là các bạn sẽ cho len vào, móc qua một vòng, trên kim còn hai sợi len như thế này. Rồi các bạn sẽ móc tiếp một chân nữa vào hai sợi lên đó rồi chúng ta sẽ dồn hai mũi kép này lại thành làm một đó là chúng ta gọi là hai mũi kép dồn nha rồi còn tất cả là từ chân bên này cho đến các bạn móc đến chân gần cuối là các bạn sẽ móc mỗi chân móc một mũi kép nha đó các bạn sẽ móc mỗi chân móc một mũi kép như thế này còn đến hai chân cuối là các bạn sẽ chừa lại mình sẽ dồn mũi tiếp nha rồi các bạn sẽ móc đến hai chân cuối là các bạn dừng lại nè rồi hai chân cuối này cái cách Dồn cũng giống như hai chân kia nha các bạn sẽ vô hai mép len nè rồi chừa trên kim hai sợi len chừa lại rồi đến chân này các bạn cũng vô hai mũi dồn lại tương tự như vậy luôn nha đây các bạn cho len vào nè vào trong móc này nè rồi mình sẽ móc lên hai sợi đây trên kim mình móc lên hai sợi tròn lại ba sợi len như thế này chúng ta dồn lại là một đó gọi là chúng ta gọi là hai chân dùng một đó nha rồi bắt đầu cái lớp lên hai xích này đó, các bạn lên hai xích rồi quay phần lên lại nha, quay lại tiếp. Rồi chúng ta sẽ bắt đầu dồn tiếp nữa nha. Dồn hai chân này chúng ta dồn một và hai chân cuối dồn một, còn ở giữa là chúng ta móc đều mỗi chân móc một mũi kép nha. Đó. Công thức các bạn sẽ dồn tương tự như vậy nha. Đó, hai chân ở hai đầu chúng ta sẽ dồn một. Rồi, mỗi chân móc còn lại các bạn sẽ móc đều một mũi kép nè. Đó, các bạn sẽ móc đều một mũi kép và hai chân cuối mình dừng lại để mình dồn tiếp nha rồi mình đã móc đến hai chân cuối đó nè chúng ta cũng dồn lại như vậy nha đây các bạn sẽ dồn đều tay nha rồi mình sẽ xoay lên và móc hai mũi xích rồi các bạn sẽ xoay lên các bạn cũng dồn tương tự như vậy nha hai chân này các bạn dồn một hai chân này các bạn dồn một nè các bạn sẽ móc dồn cho mình thêm hai hàng nữa rồi mình sẽ hướng dẫn các bạn dồn cuối lại cho nó thành hình tam giác như thế này ha rồi sau khi các bạn dồn mũi đến hàng thứ năm rồi thì bắt đầu chúng ta sẽ lên hai xếp nè rồi các bạn sẽ dồn tới hàng thứ sáu này các bạn sẽ dồn hai chân làm một nha cho tất cả đều các hàng luôn nha hai chân làm một nè đó các bạn sẽ dồn hai chân làm một dồn đều hết cho tất cả các hàng này luôn đó cứ hai chân các bạn cho lại làm một đối với size lớn hơn á thì cũng đến hàng này để các bạn sẽ thêm một hàng nữa rồi chúng ta cũng dồn hai chân làm một luôn ha sai lớn thì cái hàng này nó sẽ lớn hơn một hàng so với hàng à, sai nhỏ chút xíu đó là khoảng các bạn sẽ dồn tới chân thứ sáu đó các bạn sẽ dùng hai hàng là như này đó bây giờ còn lại ba chân cuối như thế này thì một chân các bạn không dồn nè một chân này là các bạn không dồn rồi hai chân cuối là các bạn dồn lại để cho nó đều ha nó thành cái hình tam giác của cái cái tay đó để các bạn chia như vậy nha đó, đối với size lớn hơn thì các bạn cũng chia làm sao mà đến hai chân cuối này mình dùng một lại là được nè rồi bắt đầu lên hai xích còn lại tổng năm chân móc này mình sẽ dùng hết là thành một nè rồi các bạn sẽ dùng như thế này nha cho kim vào qua hai sợi nè đó rồi cứ mỗi chân móc là chúng ta dùng hai sợi len rồi chúng ta sẽ chừa lại như vậy nha vô hai sợi len rồi cũng chừa lại rồi vô hai sợi len chừa lại rồi chân cuối cùng nè vào hai sợi len rồi chừa lại tổng trên kia mình còn khoảng 6 sợi len như thế này chúng ta dồn lại là một nè đó chúng ta dồn lại là một các bạn siết chặt lại siết chặt lại rồi sau đó mình sẽ móc thêm một xích nữa đó để chúng ta kết hàng rồi các bạn sẽ cắt một đoạn len ngắn ngắn như thế này nha và siết cái sợi này ra cho nó chắc lại đó chắc thiệt chặt lại đó là chúng ta đã móc xong cái phần tay bên này rồi ha rồi thì các bạn sẽ ước lượng công thức tương tự như vậy nha sai lớn hơn thì mình sẽ móc tới hàng thứ sáu rồi mình mới đầu mình dùng hai cụm là một và đây là dùng tất cả lại là một nè đó thì xong một tay bên này rồi các bạn sẽ bẹp chiếc nón lại nè các bạn bẹp chiếc nón lại các bạn sẽ canh hai bên phần này bằng nhau nè phần bên này bằng phần bên này rồi còn phần chính giữa này nè chính giữa này nè là chúng ta sẽ cho kim vào đây cho kim vào đây đó phải canh hai bên nó bằng nhau rồi đây là cái phần tay này đó thì mình cho lên vào đây rồi mình cho lên vào đây và các bạn cũng bắt đầu là móc lên cho mình hai xích đó rồi bắt đầu móc 17 mũi nha từ bên này móc 17 mũi tương ứng với cái tay bên này đó các bạn sẽ móc tương ứng và y chang như tay bên này cho mình nha rồi mình sẽ gặp các bạn sau khi mà các bạn móc xong tay bên này, rồi mình sẽ hướng dẫn các bạn cách viền nè. Rồi mình đã hoàn thành xong một chiếc tay tương tự như vậy rồi ha. Rồi bắt đầu chúng ta sẽ móc phần viền nha. Các bạn sử dụng len màu đen để chúng ta móc phần viền nè. Rồi khi móc phần viền thì các bạn sẽ bắt đầu xem nè, xem từ cái đoạn mà chiếc nón mà chúng ta móc cái phần đường gân nối nè, à, cái đường gân nối từ trên đỉnh xuống nè, chúng ta sẽ móc từ cái phần này để cho cái phần này lát nữa sẽ mình sẽ giấu cái nón ra sau nha. Rồi, các bạn cho vào một điểm bất kỳ. Lấy lên cho vào, móc sợi màu đen vào và móc lên cho mình một xích rồi. Bây giờ bắt đầu mình viền mỗi chân móc là một mũi đơn nha. Đây, mình sẽ móc vào cái chân đầu tiên này nè, một mũi đơn. Vừa móc mình vừa kẹp cái sợi đen đen kia lại luôn ha. Rồi, rồi bắt đầu móc cái phần viền tay nè. Chân đầu tiên một mũi đơn và ngay chỗ chân móc này một mũi đơn nè đó khi các bạn viền thì các bạn để ý nè kết cấu của cái hàng móc mũi kép này thì chúng ta sẽ tính bằng hai mũi đơn cứ một hàng kép là tính bằng hai mũi đơn thì ngay giữa cái thân này cái thân đó một mũi đơn và ngay cái chân móc một mũi đơn đó lúc nào chúng ta cũng viền như vậy nha đó. cứ một mũi ngay thân móc và một mũi ngay chân móc đó là các bạn sẽ viền đều như vậy mũi mũi chúng ta sẽ đâm vào đây mũi chân móc thành một mũi đơn đó các bạn sẽ viền đều cho đến cái phần giáp với phần nhọn của mép tay đó mình cứ đi đều như vậy đó nó sẽ đều cái phần tay nó không có bị mo nha nhớ các bạn móc đừng có sót mũi các bạn ha cứ một mũi kép nó sẽ kết cấu là thành hai mũi đơn rồi, để cho các bạn tính cho nó dễ rồi đến ngay cái đoạn tam giác này nè đoạn tam giác này thì chúng ta sẽ móc vào đây ngay mũi đầu tiên nè các bạn sẽ đâm lên đây một mũi nè đó rồi đâm lại khoảng giữa trong này là nó có sẽ nó có 5 mũi chậm là một nè thì các bạn sẽ móc kim vào ở cái đoạn chính giữa đó các bạn đó đoạn chính giữa nè các bạn sẽ cho kim vào đoạn giữa này các bạn móc lên cho mình khoảng 3 đến 4 mũi đơn vào đây chung một chân các bạn ha đó 3 đến 4 mũi đơn vào chung một chân giữa này nè đó để cho cái cái phần bo này nó sẽ tròn lại ha rồi rồi tới bên này các bạn cũng móc viền mũi đơn tương tự như vậy nữa đó, cứ mỗi trong móc chúng ta sẽ móc viền mũi đơn tương tự như bên này đó để các bạn viền cho nó đều nha và chỉ có cái khác ở cái chân cuối cùng này là mình sẽ thêm 3 hoặc 4 mũi vào cái chân cuối này để cho nó bo tròn đều đẹp thôi rồi sẽ mình sẽ hạ xuống phần này đó rồi mình sẽ gặp nhau ở cái chân cuối này ha rồi mình đã viền xong cái phần tay nó có hình tam giác như thế này rồi ha rồi bắt đầu tới cái phần này là mỗi trong móc chúng ta móc một mũi đơn nè đó nó sẽ có đều như vậy rồi nó hiện ra mỗi trong móc rồi đó các bạn cứ móc đều mỗi chân một mũi đơn như vậy thôi ha đó các bạn sẽ móc đều như vậy rồi đến cái phần tay bên này thì các bạn cũng móc tương tự như tay bên này rồi bắt đầu mình hạ xuống phần này móc tiếp mỗi chân móc một mũi đơn cho mình tiếp tiếp nè rồi mình sẽ gặp nhau ở chân cuối cùng này nhé rồi mình đã móc đến chân cuối cùng rồi này các bạn Đây, chúng ta cũng kết hàng bằng một mũi dời vào ngay trong móc này để mình kết thúc nha. Đó, màu đen nó hơi khó thấy thì các bạn nhìn kỹ chút xíu nhé. Rồi chúng ta sẽ cắt len nè. Rồi mình siết cái sợi len màu đen lại và cho nó cái sợi len màu đen này xuống phía dưới nè, xuống ngay cái chân móc đó luôn. Các bạn sẽ kéo len xuống, xiết chặt lại. Rồi chúng ta dùng kim khâu len dùng kim khô len để chúng ta luồn vào cái sợi màu đen này luôn ha đó là chúng ta đã hoàn thành xong cái phần quyền của cái nón đó thì chúng ta có cái phần tai nó nhọn nhọn nó cưng cưng như thế này nha rồi các bạn sẽ chuẩn bị cho mình kim móc size lớn và cái sợi len màu đen này mà chúng ta sẽ bắt đầu móc cái phần dây xuống của chiếc tai nè đây các bạn sẽ chập sợi cho mình làm bốn nè rồi các bạn sẽ lấy len màu đen ra mình chập sợi làm bốn nha rồi, cái sợi chập làm bốn như thế này thì cái chiều dài của cái sợi làm bốn này nó có kích thước là khoảng 102 đến 103 cm các bạn nha như vậy thì các bạn mới móc đủ cái phần sợi dây xuống chứ các bạn mà làm ngắn quá thì nó không đủ nha đó các bạn chập lại làm bốn thì cái đoạn mà làm bốn đó phải tầm là một trăm mấy như mình nói đó ha còn mà size lớn thì các bạn phải làm khoảng trăm rưỡi đến trăm tư gì đó thì mới đủ nha rồi các bạn sẽ cho kim size lớn nè đầu 3.5 nè để các bạn móc sợi dây vào trong chiếc nón nha rồi mình cho kim vào ngay cái đoạn tam giác nè cái đoạn mà lúc nãy mà mình móc 3 mũi kép vào chung một chân đó. đó mình sẽ cho kim vào ngay ở giữa đó là chúng ta móc hai cái sợi len này hai sợi len chập bốn đó chúng ta sẽ cho hai sợi len này vào rồi mình sẽ móc lên bốn sợi luôn cùng một lúc luôn nha rồi các bạn sẽ dùng kim đầu lớn các bạn sẽ móc cho mình đó móc mũi xích như vậy ha đó, mình móc tổng là 20 mũi xích nha. Rồi, móc tổng cho mình là 20 mũi xích rồi các bạn dừng lại nè. Rồi mình móc đến mũi xích thứ 20 rồi ha. Màu đen này nó hơi khó thấy chút xíu. Rồi, móc đến xích thứ 20 rồi các bạn sẽ dùng cái kim này, các bạn sẽ kéo kéo cái sợi len này kéo thẳng ra để đó, để cho mà bốn sợi bên này nó sẽ bằng với bốn sợi bên này nha. Rồi, chúng ta sẽ điều chỉnh cho nó bằng nhau lại rồi mình sẽ cắt cái sợi đen đi nè rồi rồi trên kim mình có tổng là bốn sợi bên này với bốn sợi bên này là thành tám sợi đó các bạn nè bốn sợi này góc bốn sợi này và bốn sợi này rồi toàn bộ và các bốn sợi này với bốn sợi bên này chúng ta sẽ siết nó lại vào chúng ta sẽ gút lại nè gút tròn lại như thế này và chặt thắt vào luôn để chúng ta tạo một cái điểm gút cho cái sợi dây nó chắc chắn nó không bị tuột nha đó các bạn sẽ gút thật chặt và lại như thế này rồi mình sẽ cắt cái đoạn này cho nó bằng luôn nè cắt cái đoạn len này cho nó bằng nó tạo thành cái ri đó các bạn đó đó, và thế là chúng ta đã móc xong cái sợi dây của chiếc nón rồi nha rồi các bạn sẽ móc tương tự cái sợi dây này cho cái phần quai bên này mình sẽ gấp lại các bạn nhé rồi các bạn làm được hai sợi dây cột rồi bằng nhau và tương đương như thế này rồi bắt đầu mình chuẩn bị mình làm phần tai nha các bạn bẹp chiếc nón lại như này rồi bắt đầu mình sẽ canh này từ cái phần chóp từ phần chóp nón này mình canh này hàng thứ nhất hàng thứ hai hàng thứ ba đó là mình sẽ móc phần tay này từ hàng thứ ba rồi đi và mình canh làm sao mà nó nằm ở giữa tay nha đây là cái phần tay đó mình sẽ canh chỉnh lên nè các bạn ước lượng này các bạn ạ cho nó xéo lên đó cho nó xéo thành hình tam giác lên lên tới đây đó thì khi lên tới đây nè đó là bắt đầu từ hàng 1 2 3 thì hàng thứ ba là nó nằm sẽ ở vị trí này đó là các bạn sẽ ước lượng nó như vậy nha đó là cái công thức là chúng ta sẽ đưa đưa chai tay chéo lên nè đây đưa từ giống cái này lên nè để chúng ta canh này đó tại vì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn nhiều size chứ nếu mà hướng dẫn một size thì mình sẽ nói cái vị trí bụi móc luôn còn tại vì mình hướng dẫn nhiều size cho nên là mình sẽ cách chỉ cho các bạn cách để canh cái móc cái tay cho nó vừa nè nha bắt đầu từ đây mình đưa lên nè mình đưa xéo lên hay ha mình đưa xéo theo kiểu hình tam giác đó đó thì hai mũi nó sẽ nằm ở tại vị trí này đó rồi bắt đầu mình cho kim móc vào đó. mình chỉ chọn 4 điểm thôi nè 1 2 3 4 bốn trong móc thôi cho nên là mình chọn vừa vừa khích thôi chứ không cần và các bạn chọn dư trong móc làm gì là lúc mình móc ra nó sẽ bị lệch cái tay nha cái tay của mình nó phải nằm ở vị trí chính giữa rồi mình cho len màu đen vào nè cho sợi len màu đen vào rồi các bạn sẽ bắt đầu móc bằng sợi đen này lên nha rồi chúng ta sẽ bắt đầu móc nè đầu tiên các bạn sẽ móc cho mình là hai xích một hai rồi móc vào ngay chân đó một mũi kép mình sẽ móc nè mình sẽ móc ngay cái đường chân móc đó nha các bạn đó. đâm kim vào lấy lên và móc cho mình một mũi kép đầu tiên rồi đến mũi kép thứ hai là các bạn để ý nè cái chân móc này đó cái chân móc này mình đưa kim là đưa kim đâm ngang vào nha rồi đến chân móc thứ hai là ngay vào hàng móc hàng móc thứ hai này nè đó mình sẽ cho kim ngang vậy nha đó đâm kim vào ngay chân móc, quắt sợi len và sọ nó lên như thế này, rồi mình mới lấy len qua. Đó, tại vì mình móc theo cái kiểu là hàng ngang á, cho nên là nó không có hiện trong móc sẵn cho mình, nên mình phải dùng kim móc để mình sọ xuống và mình lấy sợi len lên. Đó, nó vậy đó. Đó là được chân móc thứ hai nha mình vừa mắc vừa siết cái sợi len đen này lại cho nó khít cái hàng móc lại. Rồi đến chân thứ ba này đó, mình sẽ cho kim xuống. Đó, lấy sợi len. Lấy sợi len qua móc mũi kim thứ ba, chân móc thứ ba. Rồi, cho sợi len xuống. Cho kim xuống trước để móc cho mình một chân móc, rồi mình móc chân thứ tư đó. Tổng là 4 bốn mũi móc kép các bạn nhé màu đen hơi khó hơi khó nhìn chút xíu rồi bốn mũi kép rồi chúng ta thì lên hai sức rồi mình xoay cái phần mình xoay cái phần nón lại nè mình sẽ móc tới phần này bắt đầu đâm vào chân móc đầu tiên chân móc đầu tiên một mũi kép và cho cái sợi lên thừa này đi vào trong mũi móc luôn nè rồi đến chân thứ hai chân thứ hai chân móc thứ hai mình sẽ móc hai mũi kép vào chung một chân rồi lấy lên đâm luôn vào chân móc luôn các bạn nha đó, màu đen nó hơi khó thấy các bạn chú ý chút xíu nha các bạn đó đâm vào chân thứ hai một mũi móc nữa là hai mũi móc chung một chân đến chân thứ ba đến chân thứ ba thì chúng ta sẽ móc một mũi thôi rồi đến chân còn lại chân còn lại là chân chút xíu đây nhìn nó hơi khó thấy chút xíu các bạn ha đó chân còn lại là chân móc thứ tư này thì mình móc một mũi kép đó là hàng thứ nhất là chúng ta sẽ móc lên hai xích rồi mũi chân móc chúng ta sẽ móc một mũi kép là bốn chân móc à, hàng thứ hai chúng ta sẽ thêm một mũi kép ở giữa chân móc này nè rồi đến hàng thứ ba chúng ta cũng lên hai xích và xoay cái phần nón lại. Xoay cái phần nón lại như vậy ha. Rồi, mình sẽ móc vào chân đầu tiên. Chân đầu tiên nè, một mũi kép. Và lấy sợi len đen này đi theo luôn nè. Rồi, chân thứ hai, một mũi kép. Chân thứ ba, hai mũi kép vào chung một chân. rồi đâm tiếp một mũi kép vào chân nó luôn nha đó, đó mình hai mũi kép chung chân rồi hai chân còn lại mình sẽ móc mỗi chân một mũi kép đó công thức nó là như vậy các bạn nhé đó mình rồi mình sẽ nói lại công thức để các bạn hình dung nè tại vì màu đen nó khó nhìn quá đó rồi hàng đầu tiên bốn mũi kép hàng thứ hai là ở chân chính giữa chúng ta thêm hai nè chân chính giữa chúng ta thêm hai rồi hàng thứ ba chân chính giữa chúng ta cũng thêm hai còn hai hai chân hai bên này chúng ta móc mỗi trong mũi đó các bạn sẽ móc tương tự như vậy nha các bạn cứ lên mũi lên mũi lên mũi xoay phần lên lại các bạn sẽ móc cứ chân chính giữa này lúc nào cũng chân chính giữa các bạn cũng thêm hai nha thì ở đây là đang có tổng là ba hàng móc rồi thì bây giờ các bạn móc thêm 6 hàng nữa mà mỗi hàng các bạn đều thêm hai ở phần chính giữa này để cho cái tay của mình nó có cái độ rộng loe ra đó rộng loe ra ta hình hình tam giác đó là luôn luôn thêm mũi ở chân chính giữa nha còn hai bên mình không thêm nha rồi các bạn sẽ móc tổng cho mình tổng cộng là 9 hàng, mình sẽ gặp nhau ở hàng thứ 9 nha. Rồi mình đã móc đến hàng thứ 9 rồi nha. Rồi mình cũng xoay phần len lại. Xoay phần len lại, chúng ta móc một xích lên nè, một xích. Rồi xoay cái tay lại, các bạn móc cho mình là vào trong móc đầu tiên một mũi đơn. Rồi, các bạn nhìn cái tay mình là nó, nó hơi tối cho nên các bạn sẽ nghe vừa nhìn tay mà vừa nghe nha. Rồi, trong móc thứ hai một mũi đơn chân thứ ba một mũi đơn chân thứ tư một mũi đơn chân thứ năm một mũi nửa kép chân thứ sáu hai mũi kép vào chung một chân một mũi kép rồi ha một mũi kép nữa rồi chân thứ bảy mũi nửa kép rồi bốn chân móc còn lại chúng ta sẽ móc bốn mũi đơn vào mỗi chân móc hai chân nè ba chân nè bốn chân nè đó rồi chúng ta sẽ kết thúc len nè bằng một rồi các bạn sẽ xem được cái phần len của chúng ta nó đã cân chưa rồi chúng ta sẽ siết lên lại nha đó, rồi các bạn sẽ móc cho mình lên một xích nữa rồi siết chặt lại và chúng ta sẽ cắt lên nè đó rồi mình sẽ siết chặt thật chặt vào ha rồi mình dùng kim khâu len để chúng ta khâu cái đoạn len thừa này vào phần tay luôn và lưu ý là các bạn sẽ khâu theo một hàng ngang nha để cho cái sợi len của mình mình giấu nó được kỹ và chắc chắn nó không có bị lộ len đó các bạn sẽ giấu sợi len nó vào đây ha đó, màu đen hơi khó thấy chút xíu rồi các bạn giấu xong rồi mình sẽ cắt len nha đó rồi chúng ta sẽ kéo chặt lại và mình sẽ cắt đen màu đen ở đây nè rồi rồi các bạn sẽ làm tương tự như vậy công thức như vậy cho cái tay kế bên nha cái tay mặt sẽ là nó bự như vậy đó các bạn đó là phần dưới nó sẽ có cái điểm nhọn nhọn ở phần này nếu các bạn làm sai lớn á là các bạn cứ tăng sai nha đó các bạn sự tăng sai làm sao mà cái cái đoạn chính giữa này các bạn là luôn luôn thêm mũi thêm một và cái hàng cuối cùng này là luôn luôn móc công thức như mình đó chia đôi ra chia đôi cái tay ra ở phần chính giữa là các bạn sẽ thêm hai mũi rồi còn hai bên này mình sẽ hạ mũi từ cho nó có cái độ bầu bầu vậy đó còn cái phần này các bạn sẽ tăng thêm nha tăng làm sao mà từ cái đoạn tay này xuống dưới cái đoạn nón đó là các bạn tăng nó còn lại hai hàng hai hàng móc là vừa nha đó tăng tới cái hàng gần cuối nè còn chưa là hai hàng móc là cái phần trán nữa là vừa ok ha rồi mình sẽ ướm lại như vậy mình sẽ ướm cái nó lại như vậy và mình canh nè từ bên này mình giống qua bên này đó là chúng ta sẽ móc tiếp cái tay tương tự như vậy hoặc là chúng ta sẽ giống theo kiểu như hồi nãy mình hướng dẫn đó là chúng ta sẽ giống như vậy đó thì chúng ta dùng hai cái kim móc này chúng ta giống nó lên như thế này là chúng ta sẽ xác định vị trí của tay nha đó nó rất đơn giản các bạn ha mình hiểu công thức là mình sẽ móc được rất là đơn giản rồi các bạn dùng len đen để chúng ta móc tiếp cái phần mũi nè rồi các bạn tạo cho mình một vòng tròn ma thuật rồi móc cho mình là bốn mũi xích nha một hai ba bốn bốn mũi xích rồi đâm kim vào trong móc đầu tiên này nè trong móc đầu tiên này cho mình là 3 mũi kép vào chung một chân nha, một mũi kép thứ nhất. Một mũi kép thứ hai. Một mũi kép thứ ba. Đó, rồi hạ xuống 3 mũi móc xích nè, 1 2 3. Hạ xuống 3 mũi móc xích và đâm kim vào ngay cái chân móc này luôn các bạn. Rồi. Đó, rồi các bạn sẽ cắt len nha cắt lên một đoạn rồi các bạn sẽ đẩy sợi lên ra và kéo cái phần sợi đó xuống và ngay chân móc nó nằm xuống phía dưới luôn rồi là chúng ta được một cái mũi cưng cưng nhọn nhọn như thế này đó đó, đó là phần mũi nha đó nó hơi đen quá nó hơi khó thấy các bạn ha rồi các bạn sẽ chuẩn bị cho mình lên màu trắng rồi tới lên màu trắng thì nó dễ thấy hơn nè lên màu trắng này cho chúng ta mất con mắt nha các bạn sẽ tạo cho mình một vòng tròn ma thuật nè rồi móc lên cho mình ba mũi móc xích một hai ba móc vào trong vòng tròn này 20 mũi kép nha một hai và mũi kép các bạn là kéo giãn tay nha cho cái vòng tròn này nó được to là con mắt nó được to đó các bạn ba 4 rồi các bạn sẽ móc tổng cho mình là 20 mũi kép vào chung một vòng tròn này nhé rồi cho ta móc được 20 mũi kép rồi các bạn sẽ siết chặt cái vòng tròn này thật chặt lại này chặt lại đừng có cái lỗ hở các bạn ha rồi mình móc một mũi dời vào ngay trong móc này để chúng ta kết thúc nè rồi các bạn sẽ cắt sợi len cho nó ngắn lại rồi siết cái sợi đó vào ngay trong móc này đi xuống phía dưới đó rồi ta được một vòng tròn của con mắt rồi siết chặt là các bạn nha chứ không là nó sẽ có cái lỗ chính giữa đây này nó xấu nè rồi các bạn sẽ chuẩn bị cho mình một con mắt trắng tương tự như vậy là hai con mắt chung công thức và phải bằng nhau như thế này ha rồi các bạn sẽ chuẩn bị cho mình lên màu hồng màu hồng phấn này để chúng ta sẽ bắt đầu là móc cái phần gọi là cái gì ta gọi là cái lưỡi cái lưỡi của con chó nha rồi tạo cho mình một vòng tròn thật luôn. Móc lên 3 mũi móc xích nha. 1 nè. 2 nè, 3. Rồi, móc vào trong vòng tròn này cho mình là 12 mũi kép nè. 1 2. Đó, các bạn móc tương tự như vậy 12 mũi kép nha. Rồi, móc đến trong móc thứ 12 rồi, các bạn sẽ móc thêm cho mình là 3 xích này, 1 2 Ba. rồi hạ xuống ngay trong móc đó kéo mũi dời qua luôn và chúng ta sẽ cắt len nha nó xiết cái sợi len và kéo xuống dưới chân móc đó luôn rồi các bạn sẽ xiết cái sợi len cho vòng tròn ma thuật của mình nó chặt thật chặt lại là chúng ta đã được một cái lưỡi của con chó mắt xệ màu hồng rất là cưng rất là đáng yêu như thế này nha rồi các bạn sẽ chuẩn bị tất cả những phụ kiện mình vừa móc xong để chúng ta sẽ bắt đầu trang trí nào rồi chúng ta sẽ chuẩn bị là hai con mắt này một cái lưỡi này một cái mũi và hai con mắt đen như thế này rồi chúng ta bắt đầu trang trí nè rồi đầu tiên mình sẽ bẹp cái nón này lại nha đó, bẹp cái nón này lại và chúng ta sẽ để cái phần mà nối của cái nón đó này cái đường nối này các bạn để ý này cái đường nối lên này chúng ta sẽ cho nó ở phía sau còn cái phần trang trí này chúng ta sẽ móc để nó ở phía trước đó là chúng ta sẽ trang trí cái nón cho nó đẹp nha đầu tiên là các bạn sẽ trang trí cái lưỡi màu hồng trước nè cách hàng móc nè hàng móc đỏ nè nè hàng thứ nhất hàng thứ hai rồi chúng ta sẽ cho cái lưỡi nó ở hàng thứ hai nè rồi nó chính giữa trung tâm nha chính giữa trung tâm của cái nón hàng thứ hai rồi chúng ta sẽ tiếp tục tới hai con mắt màu trắng này đó hai con mắt này nó sẽ nằm ở chính giữa đó cho nó vừa nó vừa nè nó vừa với cái đó rồi các bạn sẽ bắt đầu trang trí cho cái mũi nè đó cái mũi thì chúng ta cho cái phần nhọn nó ở xuống dưới nha cái mũi nó sẽ nằm ở giữa này nha đó cái mũi nó sẽ nằm ở giữa này rồi tới hai con mắt nó sẽ nằm ở vị trí trên này đó, nó sẽ nằm ở vị trí ở trên cái mũi này nè rồi đó. đó. các bạn sẽ dùng keo nến hoặc là các bạn sẽ theo đó tùy thích rồi mình sẽ bắt đầu gặp lại các bạn sau khi các bạn đã trang trí xong vào trong chiếc nón nha ta ta vậy là mình đã trang trí xong chiếc nón cưng cưng rồi ha à, các bạn khi mà các bạn dán trang trí xong là nó sẽ có hình Chú cho cái mặt xệ rất là đáng yêu như thế này nha. Rồi mình chúc các bạn móc thành công nhé. Nếu các bạn có thắc mắc gì về cách chia sai, cách trang trí hoặc là những cái công thức móc như thế nào, các bạn chưa hiểu chưa rõ thì các bạn cứ để lại bình luận bên dưới, mình sẽ trả lời các bạn trong thời gian sớm nhất nha. Còn các bạn mà mới ghé kênh mình lần đầu tiên, các bạn ấn qua chuông đăng ký để mình sẽ theo dõi những cái video mới ra của mình trên kênh của mình nha. Bye bye các bạn, mình chúc các bạn móc thành công. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau nhé.